Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ cách sơ chế lòng và luộc lòng làm sao cho nó mềm nè, không có bị khô và mùi hôi của lòng nó sẽ loại bỏ hết nha. Và đặc biệt là khi mà mình luộc xong á, cái lòng của mình nó rất là trắng luôn đó. Nếu mà bạn nào cảm thấy thích và muốn tìm một cái cách sơ chế lòng và luộc lòng làm sao cho chuẩn và ngon thì hãy theo dõi cách làm của mình ngày hôm nay đi nào. Và đây là tất cả nguyên liệu gồm có. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có bao tử nè, dồi chương, một cái lưỡi heo có cuốn họng luôn nhé. Rồi, một cái tim heo. Bên cạnh đây thì mình sẽ có một củ gừng nè và hành củ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành mình sơ chế, mình khử mùi hôi và loại bỏ cách nhớt ở trong cái lòng heo này đi ha. Đối với cái phần bao tử thì các anh chị và các bạn sẽ cắt đôi ra và mình sẽ bỏ vô cái thau để cho nó dễ. Tim heo thì chúng ta sẽ cắt đôi cái tim heo này ra luôn nè. Dồi chường mình cũng sẽ cho vô luôn nha. Bây giờ thì mình sẽ cho vô đây là muối. Muối ở đây thì mình cho vô đây có tầm 2 muỗng canh muối. Mình sẽ bóp cho nó thấm muối vô cái lòng heo nha. Rồi mình sẽ cho giấm. Giấm ở đây thì mình có cho tầm 200ml giấm, pha với thêm 300ml nước lọc nữa, để mình đổ vô đây cho nó xâm xấp, để mình ngâm ở đây cho nó dễ. Rồi, mình sẽ ngâm ở đây trong vòng 5 phút nha. 5 phút sau thì chúng ta sẽ quay lại và mình tiến hành mình cạo bỏ bớt loại bỏ bớt nhớt. Bây giờ thì mình đã đủ thời gian rồi nè. Mình sẽ quay lại và mình sẽ cạo cho cái bao tử nó hết nhớt. Do là mình quay clip nên là góc quay của mình nó hơi hẹp. Nên là mình làm ở trên cái diện tích này thì nó hơi giới hạn một chút xíu. Nếu mà bạn nào mà ở nhà thì chúng ta sẽ mang xuống cái vòi nước và mình cạo nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ dễ hơn nha. Đối với cái phần tim heo thì các anh chị và các bạn sẽ loại bỏ hết các máu đông này nè. Bỏ hết tất cả những cái máu đông đi nha. Tại vì mình bỏ để cái máu đông á thì mình luộc thì nó sẽ bị tanh á. Và cái bao tử này hôm nay mình sử dụng thì nó hơi to nên là mình đã cắt đôi ra rồi. Mình cứ lấy dao con mình cạo cho nó loại bỏ bớt nhớt ra nha. Và sau khi mình cạo xong rồi thì chúng ta sẽ mang đi rửa sạch với nước. Sau khi rửa sạch với nước và mình để ráo rồi thì chúng ta sẽ lại lấy một cái thau nè. Mình đã cho tất cả những cái cuốn họng và tim heo, dồi chường, bao tử và cái lưỡi heo vô. Và mình sẽ cho vô đây là 150g tới 200g bột mì. Và cái lượng bột mì này thì các anh chị và các bạn không có cần phải ướm chừng chính xác đâu. Mình cứ phủ một lớp lên cái lòng này. Khi nào mình cảm thấy rằng nó đã phủ một lớp bột mì rồi thì chúng ta sẽ ngưng nha. Tại vì bột mì này sẽ có tác dụng hút hết tất cả những cái mùi hôi nè, máu đông nè. Và mình sẽ loại bỏ được cái nhớt luôn đó. Rồi, mình sẽ ngâm để ở đây trong vòng 10 phút để cho nó hút hết tất cả những cái máu đông và mùi hôi nha. Sau 10 phút thì mình quay lại. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành, mình mang đi và mình sẽ rửa sạch với nước. Này nó rất là ráo luôn đó, mình nó hút hết cái máu đông này mọi người thấy không ạ? Rồi bây giờ thì mình sẽ mang đi rửa sạch. Và sau khi rửa sạch rồi thì các anh chị và các bạn sẽ chuẩn bị một cái thớt. Đối với cái phần bao tử thì các anh chị và các bạn phải sơ chế rất là kỹ luôn đó. Tại vì cái bao tử thì ăn rất là ngon nhưng mà sơ chế nó hơi cực một chút xíu, tại vì nó có nhớt và cái mùi hôi rất là nặng. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị một cái thớt nè. Và mình sẽ đặt cái bao tử lên trên cái thớt này. Mình cạo thêm một lần nữa. Cạo như thế này thì nó sẽ chắc chắn rằng nó sẽ không có còn nhớt nữa đâu. Và đồng thời lúc này thì mình sẽ cắt bỏ những cái mỡ nha. Những cái mỡ ở ngoài nè. Mình đừng có lấy cái mỡ này. Tại vì cái mỡ này khi mà mình luộc lên thì nó sẽ còn có cái mùi hôi á. Với cái cách sơ chế loại bỏ mùi hôi này thì đảm bảo rằng cái bộ lòng của mình luộc lên rất là thơm luôn. Mình chuẩn bị một cái nồi nước có tầm 1 lít, mình cho 2-3 lát gừng vô và cỡ tầm nửa chén rượu trắng. Mình sẽ cho vô đây ha, là bao tử. Kế tiếp đó là cái lưỡi heo. Mình sẽ luộc ở đây trong vòng khi mà nó sôi lên rồi thì chúng ta sẽ tắt bếp và mình sẽ lấy ra ngoài. Đây là một cái cách sơ chế
dồi giường và lưỡi heo nữa, thêm một lần nữa để cho nó sạch hơn nha. Và mình sẽ, nó sôi rồi thì các chị và các bạn sẽ tắt bếp, mình sẽ lấy cái lưỡi heo này ra và mình sẽ cạo hết tất cả những cái rơ trắng ở trên cái lưỡi heo này đi. Và bao tử mình cũng sẽ lấy ra ngoài luôn nha. Rồi, bây giờ nè, mình đã lấy ra ngoài bao tử và mình sẽ cạo thêm một lần nữa để bỏ hết tất cả những cái lớp vàng vàng này ở trên cái bao tử nè. Tại vì nó mình trụng qua nước sôi thì nó sẽ chóc ra dễ hơn nhé. Đó. Mọi người thấy hôm nay là mình chia sẻ rất là kỹ luôn. Nó hơi công phu một chút xíu nhưng với cái cách sơ chế này đảm bảo rằng cái lòng của mình luộc lên rất là ngon luôn. Và cái lưỡi heo nè, các chị và các bạn sẽ lấy dao con và mình cạo hết những cái trắng này đi nha. Và nếu mà mình cảm thấy nó khó quá mà mình cạo nó không ra thì các anh chị và các bạn cứ nhúng thêm vô nước nóng thì đảm bảo rằng nó sẽ loại bỏ hết những cái rơ lưỡi này đi. Đó, bây giờ thì mình sẽ cạo. Đây là phần lòng mình đã sơ chế xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình mang đi luộc. Ở trong này thì mình có 2 lít nước và mình sẽ cho hành củ và gừng vô, 1 muỗng cà phê muối. Bây giờ thì mình sẽ cho tim heo vô ha, lưỡi heo vô, bao tử vô luôn. Rồi, cuốn họng mình cho vô luôn. Dồi trường mình cũng sẽ cho tất cả vô nhé. Bây giờ thì mình sẽ dìm nó xuống dưới mặt nước. Và muốn luộc cho cái lòng của mình nó trắng thì các anh chị và các bạn phải đảm bảo rằng mình luộc cho cái dồi này trong vòng cho nó ngập nước ha. Bây giờ nó đã sôi trở ngược lại rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ tính thời gian từng cái loại trong đây ha. Đối với bao tử thì chúng ta sẽ luộc trong vòng 7 phút, dồi trường trong vòng 10 phút, tim, lưỡi, cuốn họng mình luộc trong vòng 17 phút, tính từ lúc nước sôi nha các anh chị nha. Đó, mình cho vô rồi nó sôi trở ngược lại thì anh chị và các bạn cứ tính theo như vậy. Và đối với cái phần bao tử thì các anh chị và các bạn sẽ luộc theo tùy vào cái bao tử già hay non nhé. Mình luộc theo canh chỉnh theo thời gian một chút xíu. Chuẩn bị một cái thau nước và mình sẽ vắt chanh vô một cái thau nước này. Bây giờ thì mình đã cảm thấy rằng bao tử mình đâm cái đũa vô thì mình cảm thấy nó đã chín rồi thì mình sẽ lấy ra ha. Như mình đã nói thì đối với cái bao tử già thì các anh chị và các bạn sẽ luộc thêm thời gian một chút xíu nữa. Ở đây thì cái bao tử của mình nó cũng mềm á, nó cũng mỏng nên là mình luộc cái tầm 7 phút là được. Rồi bây giờ thêm thời gian là mình sẽ lấy dồi trường ra nè. Dồi trường thì mình luộc trong vòng 10 phút. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy tim heo, lưỡi heo và cuốn họng. Sau khi mà mình luộc được 17 phút thì chúng ta sẽ đâm cái đũa vô cái tim heo và mình kiểm tra cho chắc chắn rằng nó đã chín rồi thì chúng ta sẽ lấy ra và mình ngâm vô cái hỗn hợp nước chanh nhé. Đó, mọi người cứ luộc thử với cái thời gian mà mình chia sẻ, đảm bảo rằng tim heo và lưỡi heo nè, luộc vừa thời gian, nó không có bị khô. Rồi sau khi mà mình đã ngâm qua nước chanh rồi thì các anh chị và các bạn sẽ bỏ vô một cái tô. Đó, mình vớt ra ha. Mình ngâm qua cái nước chanh để cho nó hơi nguội bớt rồi mình sẽ vớt ra và mình bỏ vô cái tô và mình sẽ bọc cái màng bọc thực phẩm lại như thế này để tránh trường hợp mình để lâu ngoài không khí nó sẽ bị khô cái lòng của mình đó. Mình cứ bọc màng thực phẩm vô như thế này ha. Khi nào mình ăn thì mình sẽ mở ra và mình sẽ tiến hành mình xách. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình mở ra và mình sẽ xách ra, mình bày trí lên một cái dĩa và mình cùng nhau thưởng thức thôi. Đó, mình sẽ xách cái lưỡi heo ra cho mọi người coi nè. Lưỡi heo vừa chín tới, nó rất là mềm luôn, không có bị khô và thơm lắm. Món này thì các anh chị và các bạn có thể ăn chung với nước mắm trong nè, hoặc là mình ăn chung với nước mắm tôm á, mình sẽ ăn hợp nhất là mắm tôm. Còn bạn nào mà không thích ăn mắm tôm thì chúng ta sẽ ăn nước mắm trong nha. Nước mắm trong mà có ớt á, ăn rất là tuyệt vời luôn. Cuốn họng mình xách ra. Trong cái này thì mình rất là thích ăn cuốn họng luôn. Và đây là một cái mẹt lòng luộc rất là hoàn chỉnh rồi nè. Mọi người nhìn coi có thấy trắng không ạ? Và đảm bảo rằng với cách luộc này thì mọi người rất là hài lòng luôn đó ạ. Vậy là hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ xong cái cách
luộc lòng và sơ chế lòng. Nếu mà mọi người cảm thấy thích video ngày hôm nay thì hãy cho mình một like nha. Rồi, kênh của vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo ạ.